Nguyễn Thanh Sơn, nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao kêu gọi mạnh mẽ Giáo hội Phật giáo trục xuất Thích Chân Quang ra khỏi chùa. Kính thưa quý vị, Nguyễn Thanh Sơn, nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam và đại sứ tại Nga là một nhân vật có tiếng nói mạnh mẽ trong việc kêu gọi cải cách Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ông được biết đến với quan điểm cho rằng Giáo hội Phật giáo cần tập trung vào việc thực hành chân chính thay vì quá đề cao các bằng cấp học thuật. Theo ông, việc tu hành và thực hành Phật giáo phải dựa trên lòng từ bi, sự khiêm tốn và tinh thần phụng sự xã hội hơn là việc tìm kiếm những danh vị và học vị trong giới tôn giáo. Nguyễn Thanh Sơn luôn nhấn mạnh rằng Phật giáo nguyên thủy và giáo lý của Đức Phật khuyến khích các tín đồ chú trọng đến sự giác ngộ tâm linh và đạo đức cá nhân thông qua những hành động cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Điều này đối lập với xu hướng hiện nay mà ông cho là có quá nhiều người trong giới tôn giáo tập trung vào việc lấy bằng cấp, xây dựng danh tiếng cá nhân, thay vì thực sự dấn thân vào con đường tu hành để giúp đỡ chúng sinh. Theo ông, những điều này có thể làm suy yếu lòng tin của cộng đồng Phật tử vào các nhà sư và các tổ chức tôn giáo, tạo ra khoảng cách giữa giáo lý Phật giáo chân chính và đời sống thực tế. Một trong những điểm nhấn quan trọng trong phát biểu của Nguyễn Thanh Sơn là việc ông lên tiếng chỉ trích một nhân vật trong giới Phật giáo, cho rằng họ đã lợi dụng thẩm quyền tôn giáo của mình để trục lợi cá nhân. Trong đó, trường hợp của Thượng tọa Thích Chân Quang được ông đặc biệt đề cập đến. Nguyễn Thanh Sơn bày tỏ sự lo ngại rằng một số tuyên bố và hành động của Thượng tọa Thích Chân Quang không chỉ gây tranh cãi mà còn làm ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của Phật giáo trong lòng dân chúng. Thượng tọa Thích Chân Quang là một nhân vật gây chú ý trong cộng đồng Phật tử với những bài giảng lịch sử và quan điểm gây tranh luận. Tuy nhiên, một số ý kiến của ông về lịch sử và chính trị đã khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi về tính đúng đắn và động cơ của các tuyên bố này. Nguyễn Thanh Sơn cho rằng những người nắm giữ vai trò tôn giáo quan trọng như Thượng tọa Chân Quang cần thận trọng trong các phát ngôn và hành động của mình để tránh gây hiểu lầm hoặc làm tổn hại đến lòng tin của các tín đồ. Nguyễn Thanh Sơn cũng đề cập đến vấn đề rằng việc lạm dụng thẩm quyền tôn giáo để trục lợi cá nhân là một mối nguy hại lớn đối với Giáo hội Phật giáo. Ông cảnh báo rằng nếu không có những biện pháp cải cách và giám sát chặt chẽ, Giáo hội Phật giáo có thể trở thành một tổ chức bị chi phối bởi những cá nhân có ý đồ xấu thay vì là nơi phát huy và bảo tồn các giá trị tinh thần cao quý của Phật giáo. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sự trong sạch của tôn giáo, mà còn có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đối với xã hội, đặc biệt là khi những nhân vật tôn giáo sử dụng sự ảnh hưởng của mình để tác động đến chính trị hoặc các vấn đề xã hội nhạy cảm. Trong các phát biểu của mình, Nguyễn Thanh Sơn luôn kêu gọi Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần thực hiện các biện pháp cải tổ mạnh mẽ nhằm đảm bảo rằng mọi hoạt động tôn giáo đều hướng đến việc phục vụ lợi ích chung của cộng đồng. Ông nhấn mạnh rằng sự phát triển của Phật giáo cần dựa trên lòng từ bi và sự khiêm nhường, thay vì chạy theo những giá trị phù phiếm như danh vọng, quyền lực hay tài sản vật chất. Với những quan điểm thẳng thắn và những chỉ trích mang tính xây dựng, Nguyễn Thanh Sơn đã tạo ra một tiếng vang lớn trong dư luận, kêu gọi sự quan tâm và hành động của cả Giáo hội Phật giáo và cộng đồng Phật tử. Ông tin rằng chỉ khi giáo hội tập trung vào việc thực hành chân chính, gìn giữ những giá trị cốt lõi của Phật giáo, thì tôn giáo này mới có thể thực sự phát triển bền vững và tiếp tục là một nền tảng vững chắc cho đạo đức và đời sống tinh thần của người dân Việt Nam. Nguyễn Thanh Sơn, nguyên thứ trưởng, đã thẳng thắn bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về giáo lý và những hoạt động của Thượng tọa Thích Chân Quang, đặc biệt là về việc sửa đổi giới luật Phật giáo và các phát biểu gây tranh cãi liên quan đến lịch sử Việt Nam. Những hành động này, theo Nguyễn Thanh Sơn, không chỉ làm suy yếu uy tín của cá nhân nhà sư, mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của tổ chức Phật giáo nói chung. Một trong những vấn đề nổi bật khiến Nguyễn Thanh Sơn lên tiếng chỉ trích Thích Chân Quang là việc ông này đã tự ý thay đổi một số giới luật Phật giáo. Giới luật là những quy định cơ bản của Phật giáo nhằm hướng dẫn người tu hành đi theo con đường chân chính của đạo Phật, sống đạo đức và từ bi. Mọi sự thay đổi trong giới luật cần được xem xét cẩn thận và phải dựa trên các nguyên tắc tôn giáo cốt lõi. Tuy nhiên, Nguyễn Thanh Sơn cho rằng Thích Chân Quang đã có những điều chỉnh giới luật một cách tùy tiện, không phù hợp với giáo lý nguyên thủy của Đức Phật, từ đó làm lệch lạc con đường tu hành của nhiều người. Việc sửa đổi giới luật không chỉ gây tranh cãi trong nội bộ Giáo hội Phật giáo, mà còn gây ra sự hoang mang trong cộng đồng Phật tử. Nguyễn Thanh Sơn lo ngại rằng những thay đổi này có thể dẫn đến sự hiểu lầm về bản chất thực sự của Phật giáo và làm mất đi tính thuần khiết của con đường tu tập. Ông nhấn mạnh rằng giới luật Phật giáo đã được thiết lập từ hàng nghìn năm qua với mục đích giúp người tu hành đạt đến sự giác ngộ và giải thoát. Vì thế, bất kỳ sự sửa đổi nào, nếu không dựa trên sự hiểu biết sâu sắc và tinh thần tôn trọng truyền thống, đều có thể gây tổn hại đến nền tảng đạo đức và tâm linh của Phật giáo. Ngoài ra, một trong những điểm gây phẫn nộ lớn đối với Nguyễn Thanh Sơn và dư luận là những phát biểu thiếu tôn trọng của Thích Chân Quang đối với các nhân vật lịch sử quan trọng của Việt Nam, đặc biệt là Lý Thường Kiệt. Lý Thường Kiệt là một vị tướng kiệt xuất trong lịch sử Việt Nam, người đã có những đóng góp to lớn trong việc bảo vệ đất nước trước các cuộc xâm lăng từ phương Bắc. Tuy nhiên, Thích Chân Quang đã có những phát biểu bị xem là thiếu chính xác và thiếu tôn trọng đối với nhân vật này. Những lời nói của Thượng tọa không chỉ gây tổn thương đối với lòng tự hào dân tộc của người Việt, mà còn tạo ra những luồng dư luận tiêu cực, làm suy yếu hình ảnh của ông trong mắt công chúng. Nguyễn Thanh Sơn tin rằng,
Khi một nhà sư đứng trên bục giảng và chia sẻ những quan điểm liên quan đến lịch sử, họ cần phải thể hiện sự tôn trọng đối với những giá trị cốt lõi của dân tộc, không chỉ đơn thuần là việc giảng dạy giáo lý Phật giáo. Lịch sử dân tộc và những nhân vật anh hùng như Lý Thường Kiệt là niềm tự hào chung của cả đất nước, và bất kỳ sự chỉ trích hay hạ thấp nào đối với họ đều có thể gây ra những phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng. Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh rằng những phát biểu và hành động của Thích Chân Quang đã làm suy yếu uy tín của chính ông và cả tổ chức Phật giáo. Trong khi Phật giáo Việt Nam luôn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì đạo đức, giáo dục và tinh thần yêu nước, những sự cố liên quan đến các nhà sư như Thích Chân Quang có thể làm giảm lòng tin của người dân vào tổ chức này. Để bảo vệ uy tín và sự trong sạch của Phật giáo, ông kêu gọi Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần có những biện pháp giám sát chặt chẽ và điều chỉnh cần thiết, tránh để những cá nhân lợi dụng tôn giáo để trục lợi hoặc làm tổn hại đến giá trị cốt lõi của Phật giáo và đất nước. Nguyễn Thanh Sơn khẳng định rằng Phật giáo cần tập trung vào việc giữ gìn giới luật, tôn trọng truyền thống và lịch sử, và không nên bị chi phối bởi các yếu tố cá nhân hoặc xu hướng thời đại. Chỉ khi giữ được sự trong sạch và tinh thần phụng sự xã hội, Phật giáo mới có thể tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng và duy trì được lòng tin của người dân. Thượng tọa Thích Chân Quang, một nhân vật gây tranh cãi trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam, đã vấp phải nhiều cáo buộc liên quan đến việc vi phạm pháp luật tiềm ẩn, liên quan đến cả trình độ học thuật của ông. Những thay đổi về giáo lý Phật giáo và các hoạt động trong tổ chức thanh thiếu niên do ông quản lý. Những cáo buộc này đã tạo ra một làn sóng tranh luận mạnh mẽ, làm dấy lên sự nghi ngờ về uy tín và sự chân chính của thượng tọa, đồng thời có khả năng dẫn đến các hậu quả pháp lý trong tương lai khi chính quyền bắt đầu điều tra sâu hơn về những vấn đề này. Một trong những vấn đề nổi bật là những nghi ngờ liên quan đến trình độ học thuật của Thích Chân Quang. Có những cáo buộc cho rằng các văn bằng và chứng chỉ tôn giáo mà ông đã công bố có thể không hoàn toàn hợp pháp hoặc không đủ tiêu chuẩn theo quy định của các tổ chức Phật giáo uy tín. Nếu những cáo buộc này được xác minh, đây có thể là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, bởi việc giả mạo hoặc khai báo sai lệch về trình độ học thuật trong tôn giáo có thể được coi là hành vi gian dối, lừa đảo công chúng. Những người đứng đầu các tổ chức tôn giáo phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt về đạo đức và trình độ, và nếu vi phạm, hậu quả pháp lý là điều khó tránh khỏi. Ngoài vấn đề về trình độ, Thích Chân Quang cũng vấp phải chỉ trích liên quan đến những thay đổi trong giáo lý Phật giáo mà ông đã đưa ra. Nhiều Phật tử lo ngại rằng việc thượng tọa tự ý điều chỉnh một số giới luật vốn được coi là nền tảng thiêng liêng trong đạo Phật không chỉ làm méo mó giáo lý mà còn có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của Phật giáo tại Việt Nam. Các nhà lãnh đạo tôn giáo có trách nhiệm bảo vệ và gìn giữ sự thuần khiết của giáo lý, và bất kỳ sự thay đổi nào phải được cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên cơ sở giáo lý truyền thống. Tuy nhiên, Thích Chân Quang đã bị cáo buộc là vi phạm nguyên tắc này, khiến dư luận dậy sóng và đặt ra câu hỏi liệu những thay đổi này có xuất phát từ động cơ cá nhân hay không. Đáng chú ý hơn, những hành vi bị nghi ngờ là sai trái liên quan đến tổ chức thanh thiếu niên do Thích Chân Quang quản lý đã tạo ra sự lo ngại sâu sắc trong cộng đồng. Tổ chức thanh thiếu niên này được xem là một phương tiện để giáo dục thế hệ trẻ về đạo Phật và đạo đức xã hội, gây đã vấp phải nhiều cáo buộc về các hoạt động không minh bạch. Một số phụ huynh và cộng đồng đã tố cáo rằng thượng tọa và tổ chức của ông có thể đã lợi dụng vị trí của mình để kiểm soát, thậm chí khai thác thanh thiếu niên tham gia vào các hoạt động không phù hợp với giáo lý Phật giáo và đạo đức xã hội. Những hành vi này, nếu được chứng minh là có thật, có thể cấu thành tội danh nghiêm trọng, bao gồm việc lạm dụng quyền lực và ảnh hưởng tôn giáo để phục vụ mục đích cá nhân, vi phạm pháp luật hiện hành. Các cáo buộc trên không chỉ ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của Thích Chân Quang, mà còn làm dấy lên sự lo ngại về tình trạng thiếu giám sát chặt chẽ trong các hoạt động tôn giáo, đặc biệt là những tổ chức liên quan đến trẻ em và thanh thiếu niên. Chính quyền đã bắt đầu tiến hành điều tra sơ bộ để xác minh các cáo buộc, và nếu phát hiện vi phạm pháp luật, Thích Chân Quang có thể phải đối mặt với các hình phạt pháp lý nghiêm khắc. Các cơ quan chức năng đã yêu cầu sự hợp tác từ những cá nhân và tổ chức có liên quan để làm rõ các hành vi tiềm ẩn vi phạm, đồng thời đảm bảo rằng các hoạt động tôn giáo được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật và không ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội. Một trong những vấn đề nổi bật là những nghi ngờ liên quan đến trình độ học thuật của Thích Chân Quang. Có những cáo buộc cho rằng các văn bằng và chứng chỉ tôn giáo mà ông đã công bố có thể không hoàn toàn hợp pháp hoặc không đủ tiêu chuẩn theo quy định của các tổ chức Phật giáo uy tín. Nếu những cáo buộc này được xác minh, đây có thể là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, bởi việc giả mạo hoặc khai báo sai lệch về trình độ học thuật trong tôn giáo có thể được coi là hành vi gian dối, lừa đảo công chúng. Những người đứng đầu các tổ chức tôn giáo phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt về đạo đức và trình độ, và nếu vi phạm, hậu quả pháp lý là điều khó tránh khỏi. Ngoài vấn đề về trình độ, Thích Chân Quang cũng vấp phải chỉ trích liên quan đến những thay đổi trong giáo lý Phật giáo mà ông đã đưa ra. Nhiều Phật tử lo ngại rằng việc thượng tọa tự ý điều chỉnh một số giới luật vốn được coi là nền tảng thiêng liêng trong đạo Phật không chỉ làm méo mó giáo lý mà còn có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của Phật giáo tại Việt Nam. Các nhà lãnh đạo tôn giáo có trách nhiệm bảo vệ và gìn giữ sự thuần khiết của giáo lý,
và bất kỳ sự thay đổi nào phải được cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên cơ sở giáo lý truyền thống. Tuy nhiên, Thích Chân Quang đã bị cáo buộc là vi phạm nguyên tắc này, khiến dư luận dậy sóng và đặt ra câu hỏi liệu những thay đổi này có xuất phát từ động cơ cá nhân hay không. Đáng chú ý hơn, những hành vi bị nghi ngờ là sai trái liên quan đến tổ chức thanh thiếu niên do Thích Chân Quang quản lý đã tạo ra sự lo ngại sâu sắc trong cộng đồng. Tổ chức thanh thiếu niên này được xem là một phương tiện để giáo dục thế hệ trẻ về đạo Phật và đạo đức xã hội, gây đã vấp phải nhiều cáo buộc về các hoạt động không minh bạch. Một số phụ huynh và cộng đồng đã tố cáo rằng thượng tọa và tổ chức của ông có thể đã lợi dụng vị trí của mình để kiểm soát, thậm chí khai thác thanh thiếu niên tham gia vào các hoạt động không phù hợp với giáo lý Phật giáo và đạo đức xã hội. Những hành vi này, nếu được chứng minh là có thật, có thể cấu thành tội danh nghiêm trọng, bao gồm việc lạm dụng quyền lực và ảnh hưởng tôn giáo để phục vụ mục đích cá nhân, vi phạm pháp luật hiện hành. Các cáo buộc trên không chỉ ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của Thích Chân Quang, mà còn làm dấy lên sự lo ngại về tình trạng thiếu giám sát chặt chẽ trong các hoạt động tôn giáo, đặc biệt là những tổ chức liên quan đến trẻ em và thanh thiếu niên. Chính quyền đã bắt đầu tiến hành điều tra sơ bộ để xác minh các cáo buộc, và nếu phát hiện vi phạm pháp luật, Thích Chân Quang có thể phải đối mặt với các hình phạt pháp lý nghiêm khắc. Các cơ quan chức năng đã yêu cầu sự hợp tác từ những cá nhân và tổ chức có liên quan để làm rõ các hành vi tiềm ẩn vi phạm, đồng thời đảm bảo rằng các hoạt động tôn giáo được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật và không ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội. Trong khi cuộc điều tra đang được tiến hành, dư luận vẫn theo dõi sát sao diễn biến sự việc. Những cáo buộc liên quan đến Thích Chân Quang không chỉ gây chấn động trong giới Phật giáo, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh đối với các tổ chức tôn giáo khác về trách nhiệm giám sát và quản lý chặt chẽ các hoạt động của mình, tránh để xảy ra những vi phạm pháp luật tương tự. Các nhà lãnh đạo tôn giáo được kỳ vọng phải luôn giữ vững đạo đức và trách nhiệm trước cộng đồng, và bất kỳ hành vi sai trái nào, dù là nhỏ, cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, không chỉ đối với cá nhân mà còn đối với tổ chức mà họ đại diện. Trong bối cảnh này, mọi sự chú ý đều đang đổ dồn vào kết quả của cuộc điều tra. Nếu các cáo buộc được chứng minh là đúng, không chỉ Thích Chân Quang mà cả các tổ chức liên quan sẽ phải đối mặt với các biện pháp xử lý nghiêm minh từ phía pháp luật. Nguyễn Thanh Sơn đã đưa ra những lời kêu gọi mạnh mẽ đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đề nghị giáo hội tự nhìn nhận và sửa chữa những khuyết điểm của mình để củng cố thể chế và bảo vệ uy tín của Phật giáo trong lòng công chúng. Lấy cảm hứng từ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc thẳng thắn nhận ra và sửa chữa những sai lầm, Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh rằng đây là điều cần thiết để duy trì niềm tin của cộng đồng đối với Giáo hội Phật giáo và toàn bộ hệ thống tu hành tại Việt Nam. Ông Sơn cho rằng một trong những thách thức lớn nhất mà Giáo hội Phật giáo đang đối mặt hiện nay là sự xuất hiện của những cá nhân hoặc nhóm người tu hành không theo đúng tinh thần chân chính của Phật giáo, mà có thể lợi dụng tôn giáo để trục lợi hoặc theo đuổi các mục đích cá nhân. Trong số đó, ông đặc biệt nhắc đến trường hợp của Thượng tọa Thích Chân Quang, một nhân vật gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng Phật tử và xã hội nói chung. Nguyễn Thanh Sơn cho rằng, những người tu hành như Thích Chân Quang không chỉ làm tổn hại đến danh tiếng cá nhân, mà còn ảnh hưởng đến uy tín của Giáo hội Phật giáo, từ đó khiến lòng tin của công chúng đối với tôn giáo bị suy giảm. Thượng tọa Thích Chân Quang đã vướng vào nhiều chỉ trích liên quan đến những quan điểm sai lệch về lịch sử, sự thay đổi giới luật Phật giáo và các hoạt động trong tổ chức thanh thiếu niên mà ông quản lý. Những hành động này, theo Nguyễn Thanh Sơn, không chỉ làm mất đi tính thiêng liêng và trong sáng của Phật giáo, mà còn có khả năng vi phạm đạo đức và pháp luật. Ông Sơn nhấn mạnh rằng, những cá nhân như vậy cần được loại trừ khỏi giáo hội để giữ gìn sự trong sạch và tính chân chính của Phật giáo Việt Nam. Nguyễn Thanh Sơn khẳng định rằng việc tự kiểm điểm và sửa chữa sai lầm là yếu tố cốt lõi để bất kỳ tổ chức nào, kể cả giáo hội Phật giáo, có thể phát triển bền vững. Ông dẫn chứng lời dạy của Hồ Chí Minh: một đảng mà giấu giếm khuyết điểm là một đảng hỏng, một đảng mạnh dạn tự nhận khuyết điểm của mình, có kế hoạch sửa chữa khuyết điểm của mình là một đảng tiến bộ, mạnh dạn chắc chắn, chân chính. Ông cho rằng giáo hội Phật giáo cũng cần phải tuân theo tinh thần này, thẳng thắn nhìn nhận những yếu kém, sai lầm của mình và đề ra những biện pháp khắc phục để tiếp tục giữ vững niềm tin của quần chúng. Theo Nguyễn Thanh Sơn, một trong những biện pháp khắc phục quan trọng là tăng cường giám sát nội bộ và có những quy định rõ ràng hơn về tiêu chuẩn đạo đức của các nhà sư. Giáo hội cần có cơ chế kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo rằng những người đứng đầu các chùa, thiền viện phải tuân thủ giới luật một cách nghiêm ngặt, không để xảy ra những vi phạm về đạo đức hay pháp luật. Ngoài ra, các hoạt động tôn giáo cũng cần phải minh bạch và có trách nhiệm giải trình trước công chúng, tránh để xảy ra những trường hợp lạm dụng quyền lực tôn giáo để gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Nguyễn Thanh Sơn cũng khẳng định rằng, việc thanh lọc những cá nhân có hành vi sai trái ra khỏi giáo hội là điều cần thiết. Những người tu hành như Thích Chân Quang, theo ông, cần phải bị loại bỏ để bảo vệ sự trong sạch của Phật giáo. Nếu không, những hành vi sai trái của họ có thể lan rộng, làm mất lòng tin của người dân vào tôn giáo và làm suy yếu vai trò tích cực của Phật giáo trong đời sống xã hội. Ông Sơn nhấn mạnh rằng Phật giáo Việt Nam có truyền thống lâu đời và luôn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng đạo đức, giáo dục và tinh thần yêu nước cho người dân. Vì vậy, Giáo hội Phật giáo không thể để cho một số ít cá nhân làm tổn hại đến hình ảnh và giá trị của toàn thể tôn giáo.
Cuối cùng, Nguyễn Thanh Sơn kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam hãy nhìn vào sự thật, chấp nhận những thiếu sót và chủ động thay đổi để bảo vệ uy tín của tổ chức. Ông tin rằng chỉ khi giáo hội mạnh dạn nhận ra và sửa chữa những sai lầm thì tôn giáo này mới có thể tiếp tục đóng góp tích cực vào xã hội, duy trì lòng tin yêu của quần chúng và phát triển bền vững trong tương lai. Phật giáo từ lâu đã được coi là biểu tượng của đạo đức và trí tuệ. Đạo Phật không chỉ đề cao lòng từ bi, lòng nhân ái, mà còn khuyến khích con người phát triển trí tuệ, sống theo đúng đạo lý, làm điều lành và tránh điều ác. Đạo đức và trí tuệ trong Phật giáo là những phẩm chất cốt lõi, được coi là nền tảng giúp con người đạt được giác ngộ và giải thoát. Tuy nhiên, theo một quan điểm, quá trình học tập và phát triển đạo đức, trí tuệ không chỉ giới hạn trong các ngôi chùa hoặc bởi các nhà sư, mà phần lớn trách nhiệm thuộc về nhà nước và hệ thống giáo dục xã hội. Trong xã hội hiện đại, nhà nước đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục đạo đức và trí tuệ cho công dân từ nhỏ đến lớn. Các chương trình giáo dục tại trường học không chỉ dạy về kiến thức học thuật mà còn trang bị cho học sinh những giá trị đạo đức, kỹ năng sống và tư duy phản biện. Điều này phù hợp với triết lý của Phật giáo về việc con người cần học hỏi, tu dưỡng trí tuệ để sống tốt hơn và đóng góp tích cực cho xã hội. Nhà trường không chỉ là nơi cung cấp kiến thức mà còn là môi trường giúp học sinh phát triển toàn diện về cả trí tuệ lẫn đạo đức, giống như tinh thần của đạo Phật. Ngược lại, có những ý kiến cho rằng không phải tất cả những người tu hành đều có đủ trình độ học vấn hay sự hiểu biết sâu sắc về Phật giáo. Một số nhà sư theo quan điểm này chưa thực sự nắm vững giáo lý, không được học cao hiểu rộng nên dễ dẫn đến việc hiểu sai hoặc lạm dụng giáo lý nhà Phật để trục lợi cá nhân. Họ có thể lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để tạo ra những tín ngưỡng mê tín dị đoan, làm cho quần chúng lầm tưởng rằng những gì họ làm là đúng với Phật pháp, trong khi thực tế hoàn toàn khác xa. Việc lợi dụng câu chữ của nhà Phật để tạo nên những tín ngưỡng lệch lạc không chỉ gây tổn hại cho uy tín của Phật giáo mà còn khiến xã hội rơi vào tình trạng hoang mang. Những kẻ ít học, không đủ trình độ nhưng lại tự phong cho mình là người tu hành, làm thầy thiên hạ chính là nguyên nhân của tình trạng này. Họ thường lợi dụng lòng tin của người dân để kêu gọi cúng dường, lạm dụng tài sản của Phật tử và gây rối loạn trong cộng đồng. Điều này không chỉ làm suy giảm niềm tin của công chúng đối với Phật giáo, mà còn khiến cho xã hội phải đối mặt với những vấn đề đạo đức nghiêm trọng. Một điểm nổi bật trong quan điểm này là sự chỉ trích đối với những người tu hành thiếu đạo đức, lười biếng, không chịu lao động mà chỉ dựa vào cúng dường và lòng tin của người dân. Họ thường sử dụng ngôn ngữ hoa mỹ, lộng ngôn để lừa phỉnh, dụ dỗ người khác cúng tiền và tài sản, nhưng lại không đóng góp gì